Chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Vặt TV. Hôm nay Vặt TV sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món củ niễng xào thịt bò thơm giòn hấp dẫn. Củ niễng là loại thực phẩm được rất nhiều người yêu thích, món ăn dân dã và ngon. Khi kết hợp củ niễng với thịt bò, món ăn sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn. Nào cùng bắt tay vào thực hiện cách làm củ niễng xào thịt bò cực ngon với Ăn Vặt TV các bạn nhé. Nguyên liệu đây gồm có củ niễng. Củ niễng vị hơi ngọt không chỉ là thực phẩm được chế biến thành nhiều món ăn ngon miệng mà còn có nhiều công dụng cho sức khỏe chúng ta. Củ niễng có mùi vị dễ chịu, dùng sống hay xào với thịt nấu canh thì đều rất là ngon miệng. Củ niễng chứa rất là nhiều protein, lipid, carbon hydrate, các khoáng chất. Thường xuyên ăn củ niễng thì có thể phòng bệnh tăng huyết áp, ngăn xơ vữa động mạch, đặc biệt là có hiệu quả trị liệu tốt với các bệnh như là xơ gan, ure máu cao. Nhìn củ niễng này có vẻ ngoài khá là giống bế củ sả đúng không các bạn? Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị thịt bò nữa. Ngoài ra chúng ta chỉ cần chuẩn bị thêm một vài lát tỏi nữa. Tỏi này thì chúng ta nhớ là sẽ băm nhỏ các bạn nhé. Bước đầu tiên thì mình sẽ mang thịt bò chúng ta đi ướp các bạn. Mình cho vào đây một ít tỏi đã băm nhỏ. Mình cho mì chính, nước mắm, hạt nêm để ướp phần thịt bò của chúng ta. Mình sẽ ướp khoảng tầm 10-15 phút để thịt bò của chúng ta ngấm gia vị các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành sơ chế củ niễng của chúng ta. Củ niễng thì mình sẽ bóc lớp vỏ bên ngoài các bạn nhé. Mình sẽ chọn những củ niễng to, tròn, càng tươi non thì khi mình xào thì càng giòn ngọt các bạn ạ. Mình sẽ bóc thật sạch lớp vỏ giá bên ngoài. Sau đó thì mình sẽ tiến hành rửa sạch để ráo nước các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ tiến hành thái lát chéo củ niễng của chúng ta. Chúng ta sẽ thái dày khoảng chừng 0,3mm. Chúng ta không cắt củ niễng mỏng quá vì khi xào sẽ mất đi độ giòn. Chúng mình nên thái xéo kiểu này thì khi mà chúng ta xào thì gia vị sẽ dễ dàng ngấm vào nguyên liệu, sẽ ngon và đậm đà hơn. Tiếp theo mình sẽ đặt chảo lên trên bếp và mình sẽ cho phần tỏi của chúng ta vào phi thơm.
Sau khi thời của chúng ta đã thơm thì mình sẽ cho thịt bò vào đảo các bạn nhé. Các bạn nhớ là xào lửa to, đảo thịt bò nhanh tay để thịt chúng ta chín săn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho củ niễng vào xào các bạn nhé. Vì là củ niễng cũng rất giòn và nhanh chín, cho nên chúng ta sẽ đảo thật đều tay và vẫn ở lửa to các bạn nhé. Mình sẽ nêm lại gia vị sao cho vừa miệng. Việc mình xào lửa to và đảo nhanh thì củ niễng và thịt bò của chúng ta sẽ chín tới và không bị ra nước, vẫn giữ được vị giòn ngon. Lúc này thì mình có thể tắt bếp và cho củ niễng của chúng ta ra đĩa và thưởng thức luôn khi còn nóng thì món của chúng ta sẽ rất là ngon. Củ niễng xào thịt bò ngọt và đậm đà, cực đưa cơm, món ăn này rất thích hợp với những ngày cuối thu đầu đông. Vì vậy các bạn hãy tranh thủ học cách làm củ niễng xào thịt bò thơm ngon để đãi cả gia đình các bạn nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh Ăn Vặt TV để có thể cập nhật nhiều hơn nữa những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.